Livestream bán hàng là công việc hàng ngày của nhân viên công ty trách nhiệm hữu hạn Quy Khai, xã Trà Bình, huyện Trà Bồng. Từ cây quế đặc sản của miền núi Trà Bồng, doanh nghiệp đã chế biến ra 6 dòng sản phẩm gồm nhang quế, tinh dầu quế, bột quế, nước rửa chén, nước lau sàn, nước rửa tay sát khuẩn. Với mục tiêu hướng đến sản phẩm sạch, an toàn, gần gũi với thiên nhiên, sản phẩm nhang quế đã đảm bảo các yêu cầu đặt ra và được công nhận sản phẩm OCOP 4 sao cấp tỉnh. Các dòng sản phẩm hiện tiêu thụ mạnh trên thị trường cả nước, đặc biệt là thị trường Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh rất chuộng mặt hàng hữu cơ từ quế và thảo mộc. Cả nước đã có trên 30 đại lý. Thông tin về các dòng sản phẩm được doanh nghiệp quảng bá, giới thiệu đến khách hàng và thu hút lượng lớn khách hàng theo dõi, tương tác, mua sắm. Cái việc livestream này thì là công việc hàng ngày nên là có rất là nhiều lượng khách tiếp cận. Và cái lượng theo dõi trên bay của bên em đã được tới 27.000 lượt theo dõi rồi ạ. Bên em livestream sẽ bán được khá là nhiều hàng bởi vì rất là nhiều khách hàng họ quan tâm nè. Trên live thì sẽ có nhiều ưu đãi nên là vừa tăng lượng tương tác cho bay nữa. Qua đó thì em sẽ quảng bá được các sản phẩm của xưởng em. Hiện tại thì doanh nghiệp của tụi em là ở miền núi cho nên là rất là quan tâm tới cái việc phát triển thông qua bán các sàn thương mại điện tử. Thì bên em đã bán qua các sàn như là Shopee, nè, Tiki, Lazada, rồi thực hiện những cái video để mà quảng bá cái sản phẩm cũng như là thương hiệu của mình thông qua TikTok, Facebook. Được công nhận sản phẩm OCOP 3 sao vào đầu năm 2023. Ba dòng sản phẩm đông trùng hạ thảo của chủ thể này đã tham gia tại nhiều hội chợ triển lãm trong và ngoài tỉnh. Tham gia vào các hệ thống siêu thị, cửa hàng kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn, điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP. Đặc biệt đã có mặt tại các sàn thương mại điện tử, bán hàng online trên Facebook, Zalo. Nhờ đó, từ đầu năm đến nay, số lượng sản phẩm bán ra tăng nhiều lần so với cùng kỳ năm ngoái. Đầu ra của sản phẩm nó tốt hơn. Thì trước kia thì em chỉ bán ở cửa hàng thôi. Thì bữa nay là em mở rộng ở trên các cái sàn thương mại điện tử như là Fanpage này, Shopee, Lazada. Thì cái sản phẩm của em là đi gấp 4 gấp 5 lần so với cùng kỳ này của năm trước. Khác với kênh bán hàng truyền thống, kênh thương mại điện tử giúp các doanh nghiệp cơ sở sản xuất có thể giới thiệu, quảng bá và đưa thông tin đầy đủ chi tiết về sản phẩm OCOP trong tỉnh đến với người tiêu dùng trong nước. Qua đó, giúp người tiêu dùng có thể tìm hiểu, nắm rõ những thông tin về sản phẩm và yên tâm tin tưởng lựa chọn. Để cung cấp sản phẩm OCOP trên các sàn thương mại điện tử, đơn vị sản xuất chỉ cần có giấy chứng nhận, đăng ký sản phẩm, số tài khoản ngân hàng, địa chỉ, số điện thoại và các thông tin liên quan đến sản phẩm như hình ảnh, giá bán. Đến thời điểm này, Quảng Ngãi có gần 700 sản phẩm đăng ký trên sàn thương mại điện tử của tỉnh và quốc gia. Trong đó có sản phẩm liên kết ngoài tỉnh, 134 sản phẩm OCOP, 79 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của tỉnh Quảng Ngãi được đưa lên giao dịch tại các sàn thương mại điện tử và đã thu hút được một lượng lớn khách hàng. Quyền tỉnh cũng đã và đang phối hợp với Hội Nông dân để hỗ trợ hướng dẫn các cái buổi đào tạo, hướng dẫn trực tiếp cho các cán bộ hội viên cũng như là hội viên tại Hội Nông dân và các cái hộ sản xuất nông nghiệp tại các cái địa phương để mà trực tiếp hướng dẫn tạo các cái tài khoản để đưa các cái sản phẩm lên sàn cũng như là tham gia bán hàng và mua hàng trực tiếp trên sàn thương mại bưu điện.vn. Thì trong thời gian tới thì Hội Nông dân tỉnh cũng sẽ tiếp tục phối hợp với VNPT cũng như Sở Truyền thông Thông tin và Bưu điện tỉnh sẽ tổ chức cho bà con, thứ nhất là ra chỉ tiêu để các hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi được đăng ký các tài khoản của mình trên các sàn format nhiều hơn và để tăng cường các sản phẩm của mình trên các sàn thương mại, và đặc biệt là thông qua các chương trình mà chuyển đổi số thì sẽ giúp nông dân tiếp cận thị trường và nó nâng cao hiệu quả kinh tế hơn. Xác định việc triển khai những hoạt động bán hàng tiếp thị thông qua các sàn thương mại điện tử và nền tảng số đang là xu hướng tất yếu, đảm bảo duy trì tốt chuỗi sản xuất cung ứng sản phẩm. Tỉnh Quảng Ngãi tăng cường đưa sản phẩm OCOP lên sàn thương mại điện tử và tiếp tục hỗ trợ việc quảng bá, tiếp thị theo hướng xúc tiến thương mại, đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các doanh nghiệp, hợp tác xã, chủ thể. Tăng cường hỗ trợ để đưa tất cả những sản phẩm OCOP tham gia các sàn thương mại điện tử lớn như Postmart.vn, Lazada, Shopee, Tiki để mở rộng thị trường tiêu thụ. Mục tiêu năm nay là sản lượng bán ra trên các sàn thương mại điện tử
tăng 15 đến 20% so với năm ngoái.